Thưa quý vị, mưa lớn dân Sài Gòn lại bị bẩm. Cơn mưa chiều chỉ kéo dài khoảng 2 giờ hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 9, khiến nhiều đường phố ở Sài Gòn ngập sâu trong nước, xe cộ chết máy, nước tràn vào trong nhà. Nhiều con đường ở các khu vực các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2, quận 6, quận Bình Tân bị ngập nặng, nhiều nơi ngập sâu nửa bánh xe hay lên đến yên xe, gây rối loạn giao thông. Theo tờ Dân Trí, trên tuyến lộ 13, đoạn qua Thủ Đức, nước ngập sâu đến nửa xe gắn máy. Đường ngập khiến hàng trăm xe các loại bị chết máy, người dân phải bị bẩm đẩy bộ xe qua vùng ngập. Tương tự tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, nước ngập đến yên xe, một số đoạn ngập sâu gần cả mét khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải khổ sở đẩy xe lội qua dòng nước đen ngòm. Do đường ngập quá sâu nên một số người đành dắt xe lên lề, chờ nước rút chứ không dám đi tiếp. Ngoài ra, mưa lớn còn khiến nước tràn vào nhà dân hai bên đường, nhiều hộ dân đã phải lập bờ bao để chắn nước tràn vào nhà. Theo tờ Dân Trí, dân sống hai bên đường Kinh Dương Vương cho biết tình trạng ngập ở đây diễn ra thường xuyên mỗi khi có mưa lớn. Để ngăn không cho nước tràn vào nhà, người dân phải dùng các vật dụng như thanh gỗ, bạt, bao cát để làm đê ngăn lũ. Hai thành phố lớn nhất nước, Sài Gòn và Hà Nội, đều trong hoàn cảnh như nhau mỗi khi mưa lớn. Nhiều kênh mương nhỏ thoát nước trước đây đã bị san lấp lấy chỗ làm nhà, trong khi hệ thống ống cống vừa nhỏ vừa cũ nên mỗi khi có mưa là lại xảy ra cảnh ngập lụt. Một cơn mưa lớn vào chiều ngày 15 tháng 8 cũng làm cho người dân Sài Gòn vất vả như thế. Dân chạy xe bị chết máy phải dắt xe lội nước bị bẩm, trong khi nhà thì bị nước tràn vào. Nhà cầm quyền thành phố từng đưa ra các dự án đầu tư chống ngập lụt rất tốn kém, tiền đã tiêu hàng trăm triệu Mỹ Kim, nhưng ngập lụt thì vẫn còn nguyên.